Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Một số cái hàng bảo là anh ơi sao mà nhà em quay toàn ở trong ngõ thế, không có cái căn nào đường to ngõ rộng à? Ok, trong video này Ngọc Anh sẽ quay gửi tới quý vị một cái dự án rất là mới và cũng gần như là cái video đầu tiên Ngọc Anh đặt chân ở cái vị trí này. Nó là thuộc Chương Mỹ, Trúc Sơn, Hà Nội mọi người nha. Đây chính là ngay đằng sau lưng Ngọc Anh ở đây, đó chính là cái dự án mà trong video này Ngọc Anh quay gửi tới quý vị. Đây, rất là đẹp. Đường đây mọi người nhỉ. Đường là hẳn hai ô tô tránh nhau được thoải mái nha. Rất là đẹp đúng không ạ? Cái dự án này nó là thuộc Chương Mỹ, Trúc Sơn thì nó cách với lại cái quốc lộ 6 quý vị ạ. Từ cái vị trí căn nhà này mà ra tới cái trục đường quốc lộ 6 nó rơi vào khoảng tầm 300 mét quý vị nha. Đường vào đây thì toàn là đường to thôi. Mọi người muốn biết cái vị trí này thì có thể là đi qua cầu Mai Lĩnh, đi thẳng tới thị trấn Trúc Sơn và đi vào đây quý vị nha. Với những cái dự án này thì giá chào bán thấp nhất của cái dự án này đó là 1 tỷ 890 triệu đồng, diện tích từ 34 cho tới 38 mét vuông. Tất cả đều đã có sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà được ngay và hiện trạng thực tế như quý vị nhìn thấy. Có một số căn thì đã vào hoàn thiện về ở ngay và có một số căn thì đang là vào phần hoàn thiện kia. Đang vào phần thô, phần cháp và phần hoàn thiện cuối cùng lên ngôi nhà. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cái căn nhà giá chào bán 1 tỷ 890 triệu đồng, xem ngôi nhà đấy thiết kế như thế nào nhá. Và quý vị ơi, với cái dự án căn nhà này đây thì Ngọc Ánh sẽ quay một trong những cái căn nhà này gửi tới quý vị. Ngõ trước nhà như thực tế quý vị đang nhìn thấy nhá. Ngõ là ô tô nhỏ có thể lùi vào tận cửa luôn ý ạ. Cho nên nếu như mà quý vị nào mà mong muốn ô tô đỗ cửa thì cái căn này khá là hợp lý. Hướng nhà là hướng đông nam và căn này là thiết kế là 34m mọi người nha. Mời người theo em vào vị trí cụ thể của cái căn nhà này, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào, có phù hợp hay không nhá. Đây, rất là hợp lý với cái toàn bộ cái phần cửa chính thì đã được ốp rồi và đã được ốp gạch. Đồng thời thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy này, phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây, bốn cánh đấy mọi người ạ. Đây, mọi người nhìn thấy thực tế. Ngoài ra ở cái phần cửa chính thì ở bên này có một cái ô cửa phụ mọi người ạ. Đây nha. Hầu như quý vị nào đang theo dõi và tham khảo cái căn nhà của Ngọc Ánh thì ở những cái bên căn nhà bất động sản mà Ngọc Ánh quay thì đa phần mọi người hoàn toàn yên tâm về cái tính pháp lý của nó. Sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà ngay, nhà thì theo hiện trạng Ngọc Ánh quay lên như thế nào gửi tới quý vị thì đến đây quý vị xem nhà nó là y như thế, nói gần như là xích xuất tới 98% luôn ý mọi người ạ. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, chỗ Ngọc Ánh đang đứng ở đây. Quý vị nhìn thực tế, nó là phần để xe, để cộ trong ngôi nhà này. Phần hoàn thiện của ngôi nhà thì đã được hoàn thiện xong hết, chỉnh chu, chỉ việc dọn đồ về ở, phần gạch lát nền, phần sơn, rồi là nói chung cái ngôi nhà này thì chỉ việc kéo hành lý về và ở luôn và ngay. Với cái thiết kế tầng 1, chủ đầu tư thiết kế khá tỉ mỉ, chỉnh chu. Phần phòng bếp đây, đây là ô để tủ lạnh mọi người ạ. Phần không gian bếp đây rất là đẹp, phụ kiện bếp này. Đây, đây. Hợp lý. Từ cái vị trí cái căn nhà này mà đi lên tới trung tâm quận Hà Đông thì nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm từ 6 cho tới 7 km mọi người nha. Ngọc Ánh sẽ nhắc rất là cụ thể cái vị trí cung đường cho quý vị nào có thể tham khảo. Bởi vì nếu như mọi người đi làm nó thuận với cái cung đường của mọi người thì mọi người đến xem để đỡ bị mất thời gian. Chứ còn nếu mà đến nơi rồi bảo ui chị không nghĩ là nó xa thế thì mọi người trước khi đi cứ vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh tư vấn những cái căn nhà nào nó phù hợp với tầm tài chính của quý vị, nó phù hợp với lại cái cung đường đi làm của anh chị nha. Đây là phần phòng bếp ạ, rất là thoáng mọi người nha. Đây, mặt bếp thì được ốp đá granite này, rất là hợp lý này. Phụ kiện bếp thì chậu đúc 304 này, vòi rửa 304 này. Không gian bếp rất là đẹp đúng không ạ? Đây, ngõ thì gần như là đây, ô tô lùi được vào tận cửa quý vị ạ. Không nói sai đâu mọi người nha, lùi được vào tận cửa luôn ý. Đó, tủ lạnh này, phần để tủ lạnh. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Còn có một phòng vệ sinh này, chậu rửa này, hệ thống máy bơm nước tổng là sử dụng 4 tầng của ngôi nhà. Cổ trụ tay vịn cầu thang đây, từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 toàn bộ đây mọi người nha. Đấy, Ngọc Ánh review rất là cụ thể và chi tiết. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Vậy
Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế khu vực để xe và phần phòng bếp, thì ở trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà để khám phá xem ngôi nhà này thiết kế ra sao nha. Quý vị anh chị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế phòng khách ở trên phía tầng 2. Đây. Đây, rất là đẹp nha. Hợp lý lắm luôn ấy mọi người ạ. Diện tích là 34m² thôi nhưng mà thiết kế rất là hợp lý với cái căn nhà này. Tầng phòng khách thì để trên phía tầng 2, rất là thoáng, có cửa sổ này, có quạt trần này, hệ thống trần thạch cao này. Và chủ đầu tư để một cái ô ở đây, một cái ô vuông ở đây để mọi người có thể trang trí tranh ở phần phòng khách này. Wow, đấy. Lại còn chỉnh chu từng cái đèn, gọi là đèn chiếu xuống cái bức tranh nữa, rất là hợp lý đúng không ạ? Gạch lát nền thì kích thước 60-60. Và cái phần phòng khách này được ngăn cách ở đây. Mọi người nhìn thực tế nhá. Đây. Một bác CNC màu trắng rất là đẹp. Đấy. Tiếp theo, phía tầng 2 là phòng ngủ. Mọi người ơi, trên phía tầng 2 của ngôi nhà đây nha. Đây là cái căn phòng ngủ bên ngoài tầng 2. Hướng nhà là hướng đông nam thì rất là mát rồi. Phía căn phòng ngủ đây, mọi người có thể nhìn thực tế cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài này. Ống chờ, dây chờ, áp chờ đều được lắp đặt đầy đủ này. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Với không gian phòng ngủ tầng 2 này cũng khá là thoáng và rộng nha mọi người. Đấy. Có ban công giả này. Cửa thông phòng đây. Cửa thông phòng như quý vị nhìn thực tế nha. Cửa gỗ, gỗ công nghiệp mọi người ạ. Đấy, rất là đẹp. Đó. Và ngoài ra thì ở phía tầng 2 còn có một cái phòng vệ sinh nữa đây. Là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2 quý vị ơi. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu này, hệ thống lavabo bàn đá này. Quá là hợp lý với một cái căn nhà 1.890.000.000 đồng. Ngoài ra có một số căn nhà giá nhỉnh hơn một chút, đó là 1.910.000.000 mọi người nha. Nó cụ thể Ngọc Ánh nói thực ra là rất là công khai luôn mọi người ạ. Công khai về cái phần giá bán, công khai về phần diện tích, công khai về phần vị trí. Mọi người muốn biết thêm thông tin cứ liên hệ alo, em sẽ tư vấn nhiệt tình nha. Và đây là tầng 2 rồi, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà. Với tầng 3, 4 của ngôi nhà, tầng 3 thì thiết kế như sau mọi người ơi. Tầng 3 thiết kế mỗi một cầu thang ở giữa này và nhà vệ sinh ở giữa. Đồng thời có hai phòng ngủ, thì đây là căn phòng ngủ phía bên trong tầng 3 mọi người nha. Đây. Rất là đẹp. Nói chung là căn phòng nào cũng có cửa thông thoáng vào ngôi nhà này, rồi là hệ thống trần thạch cao này, rồi là cái đường ống chờ điều hòa, áp chờ điều hòa đều được thiết kế đầy đủ này. Đó. Có mỗi cái duy nhất cái vị trí thì mọi người nên cân đối, bởi vì vị trí này nó thuộc Trương Mỹ Hà Đông mọi người nha. Ở Trương Mỹ Hà Nội, xin lỗi mọi người. Đây là cái căn phòng ngủ tiếp theo ở phần tầng 3. Đấy, lên trên tới tầng 3 như thế thì đã có 3 cái căn phòng ngủ riêng rồi quý vị ơi. Đây. Rất là đẹp nha. Rất là thoáng nữa ạ. Cái cung đường này, đường to, thoáng, rộng. Đi lên trung tâm Hà Đông thì nó rơi khoảng tầm đâu đấy, khoảng tầm 7 km. Nhưng mà thì cái cung đường của nó rất là dễ đi. Đường thì cũng toàn một cái trục đường to, đi ra quốc lộ 6 đâm thẳng lên Hà Đông thôi. Đây, tầng 3. Nhà vệ sinh ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Đó, thiết kế tương tự như tầng 2, đáp ứng cái công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Chúng ở đây nước điện là có hết rồi mọi người nha. Xách hành lý về và ở thôi. 9 căn này thì đã bán 3 căn, có một căn thì nhà đã về ở rồi mọi người ạ. Và phần cuối cùng đó chính là tầng 4 của ngôi nhà. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà nha. Đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Thì cái phần tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như sau. Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó chính là cái phần để máy giặt quý vị nha. Đây. Và tầng 4 nó có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang, hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà như Ngọc Ánh chia sẻ. Đây, toàn bộ là gỗ lim. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế gồm một phòng thờ và một sân phơi. Mời người theo em vào phía phòng thờ của ngôi nhà. Đây là phía phòng thờ của ngôi nhà quý vị nha. Đây ạ. Cái vị trí căn nhà này mà mọi người cứ đến thị trấn Trúc Sơn đi vào thì nó cũng rất là gần. Toàn bộ đều là đường to, không ngõ ngắt gì, dễ, rất là dễ nha mọi người. Cung đường rất là dễ tìm, nhà thì rất là hợp lý. Đây. Như vậy căn nhà này là có 4 phòng riêng, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Ô tô nhỏ đỗ cửa mọi người ạ. Và đây là phần sân phơi, thoáng trước thoáng sau căn nhà này.
như quý vị nhìn thực tế, nói chung là có sao thì Ngọc Ánh quay nó đúng theo cái hiện trạng của ngôi nhà thôi. Từ vị trí của cái căn nhà này, có thể mọi người có thể nhìn thấy cái chung cư Lộc Ninh Single Style ở ngay chỗ thị trấn Trúc Sơn ấy, rất là tiện tiện xung quanh đi lại. Thì về cái phần tiện ích thì đầy đủ trường học mầm non, tiểu học, rồi là trạm y tế gần với lại ủy ban nhân dân phường, nói chung là khá là hợp lý. Giá chào bán thì từ 1.890.000.000 một căn, hiện tại là thấp nhất mọi người nha. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, và nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.